Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thêm một vài cái công cụ để chúng ta khóa sổ với cái nhóm công cụ phía trên này. Là bây giờ chúng ta nói tới công cụ cắt cúp. Cắt cúp thì chúng ta có công cụ gọi là công cụ crop. Đấy, và khi mà chúng ta muốn cắt một cái gì đó thì chúng ta chọn công cụ này. Cắt, vì sao lại cắt? Bởi vì khi chúng ta chụp một bức ảnh chẳng hạn thì không phải lúc nào chúng ta cũng hài lòng về cái nội dung mà chúng ta chụp. Đấy, có thể là bố cục chúng ta bố cục chưa tốt chẳng hạn, hoặc là nó vô tình nó lọt một vài cái đối tượng hoặc là cái cảnh nào đó vào mà chúng ta không thích, thì chúng ta có thể là cắt cúp lại để loại bỏ bớt những cái phần mà chúng ta không thích đó đi. Thế và khi chúng ta chọn cái công cụ như thế này thì nó sẽ mở ra một cái khung. Các bạn muốn giữ cái gì lại thì các bạn sẽ kéo cái khung này để mà các bạn thiết lập lại các tham số. Tuy nhiên là ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó có rất là nhiều các cái tham số ở đây, và các bạn có thể là chọn một cái kiểu nào đó. Đó, chọn một cái kiểu nào đó. Ví dụ như là đây là origin ratio thì nó sẽ đưa ra cái khung bằng chính cái kích thước của cái ảnh. Muốn giữ lại cái gì thì các bạn co kéo những cái này. Đó. Và có thể là các bạn bỏ hết tất cả những cái này đi. Đấy. Bỏ hết các tham số đi. Đấy, bỏ hết các tham số đi thì các bạn muốn kéo thế nào cũng được. Đấy, và cái khung này các bạn kéo đến đâu thì các bạn sẽ giữ lại được cái phần đó. Sau khi mà các bạn điều chỉnh xong thì các bạn làm một trong ba cách mà tôi đã nói: nhấp nút chuột hoặc nhấn enter, hoặc là nhấp vào cái nút commit ở trên này. Đấy, thì nó sẽ giữ lại cái phần ở bên trong cho các bạn. Ảnh này thì có lẽ là nó hơi đặc biệt một tí, tí tẹo nữa tôi sẽ lấy cái này để tôi làm một cái ví dụ khác. Đây, chúng ta lấy một cái ảnh khác đi, ví dụ như là ảnh này chẳng hạn. Đấy. Ảnh này là một ảnh ngang. Đó, ảnh này là một ảnh ngang, và bây giờ tôi muốn là xoay nó sang thành một ảnh dọc chẳng hạn. Thế đây, tôi co kéo nó lại như thế này để tôi lấy thành một ảnh dọc. Đấy, nhấp đúp. Như thế này là chúng ta sẽ cắt những cái phần chúng ta không cần và giữ lại cái phần mà chúng ta mong muốn. Đấy, thao tác nó chỉ đơn giản thế thôi. Và trong cái quá trình làm thì các bạn cũng nhìn thấy rất rõ rằng là khi mà chúng ta kéo thì nó phân biệt ra thành hai khu vực, đúng không? Một khu vực là nhìn rất rõ như ảnh gốc, và một khu vực là xám xám. Những cái phần nào mà nằm ở trong phần xám có nghĩa là cái phần sẽ bị bỏ đi. Đấy, và phần sáng sẽ là phần được giữ lại. Thì thao tác cắt thì nó rất là đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên chúng ta còn một cái vấn đề nữa, đó là cắt theo một yêu cầu kích thước cụ thể. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ không biết được là cái phần cắt đi là bao nhiêu, phần giữ lại là bao nhiêu, kích thước là bao nhiêu. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì các bạn cũng có thể thiết lập để các bạn chắc chắn có trong tay một cái ảnh sau khi cắt nó có kích thước bao nhiêu. Đấy. Thế để làm cái việc này thì các bạn lúc đó các bạn sẽ điền một con số cụ thể vào đây. Đấy. Tức là ví dụ như là chúng ta cắt lấy một cái ảnh chẳng hạn như là cái ảnh này đi. Đấy. Ảnh này là ảnh mà bán thân, đúng không? Ảnh bán thân. Thế nhưng mà tôi lấy chẳng hạn như là một cái ảnh bán thân như thế này. Nhưng bây giờ nhu cầu của tôi là tôi cần một cái ảnh chân dung để tôi làm cái thẻ. Chả kịp chụp nữa thì tôi lôi cái ảnh to hơn ra thì cắt. Tôi giữ lấy cái phần mặt thôi để làm ảnh chân dung tôi nộp cho người ta chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ảnh thẻ thì thường là nó chỉ có hai cỡ cơ bản thôi, đúng không? Đó là 3:4 hoặc là 4:6. Thế bây giờ tôi muốn rằng là tôi cắt xong là nó đảm bảo luôn kích thước đó thì các bạn điền vào đây cho tôi. Đó. Ví dụ như là ảnh 46 chẳng hạn thì tôi sẽ điền vào đây là 4 cm, gõ hẳn đơn vị vào luôn. Nó muốn quy đổi thế nào là việc của nó. Tôi chỉ nêu yêu cầu ra là tôi cần một cái ảnh 4 cm nhân 6 cm thôi. Đó, vào đây. Kết quả là nó sẽ căng ra cho tôi một cái khung như thế này. Việc còn lại là tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ kéo cái này cho tới khi nào mà nó hướng vào cái phần chân dung thế này, và cuối cùng thì ra lệnh cắt. Thế thì cái này nó có cái gì đặc biệt, đó là nó chỉ quan tâm tới yêu cầu của tôi là ảnh cắt xong có kích thước bao nhiêu.
đấy, nó rất là đặc biệt là như thế, nó chỉ quan tâm tới thành phẩm. Còn trong quá trình làm thế nào thì các bạn sẽ thấy có cái sự khác nhau như sau. Đây ví dụ tôi bấm vào đây, đó, nó giảm khung như này, enter nhá. Bây giờ tôi kiểm tra thử xem có đúng là 4 cm x 6 cm hay không. Thì để kiểm tra thì tôi sẽ vào menu email. Trong menu email tôi tìm tới email size. Nó sẽ thông báo cho tôi cái kích thước hiện tại của cái ảnh này là như thế nào. Tôi chỉ cần xem ở đây, không phải là pixel nữa mà tôi để là cm chẳng hạn. Thì đây, các bạn nhìn thấy là 4 cm x 6 cm, đúng chưa? Vậy thì đúng yêu cầu của tôi rồi. Nhưng bây giờ nếu mà tôi thích, tôi lại cắt lại một lần nữa này. Và tôi kiểm tra lại. Vẫn là 4 cm nhân 6 cm. Đã, cắt thêm một lần nữa nhé. Vẫn 4 cm nhân 6 cm. Thế thì có cái gì lạ lạ ở đây đúng không? Tại vì là tôi cắt 3 lần mà cái ảnh sau tôi lại cắt từ cái ảnh kết quả của ảnh trước, nghĩa là càng về sau càng bé, nhưng cuối cùng kết quả tôi kiểm tra lại nó vẫn luôn luôn báo là 4 và 6. Vậy thì ở đây cái công cụ này nó được thiết lập để cho chúng ta một cái kết quả luôn luôn đúng như chúng ta yêu cầu. Đấy. Có thể là cái ảnh thật của chúng ta nó rất là lớn. Đấy, nhát cắt của chúng ta trông trên thực tế nó to bằng cái chiếu, nhưng mà chúng ta đã thiết lập cho nó là 46 thì kiểu gì nó cũng sẽ về 46. Nếu mà to hơn 46 thì nó sẽ nội suy, nó thu lại cho bằng 46. Nếu mà chúng ta làm nhát cắt mà bé hơn 46 thì nó cũng sẽ nội suy, nó căng ra để làm sao để cho chúng ta giữ được cái kết quả cuối cùng mà chúng ta cần là 46. Đấy, thế thì trong quá trình làm như thế thì các bạn chỉ cần là điền cái tham số các bạn mong muốn vào đấy. Thế còn xử lý sẽ là việc xử lý của Photoshop, nó sẽ nội suy làm sao cho ra đúng kết quả chúng ta yêu cầu. Và trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái độ phân giải thì nó sẽ hơi khác biệt một tí. Cái này thì các bạn có thể điền luôn vào đây. Vừa nãy là tôi mới điền cái kích thước thôi. Đấy, chứ tôi chưa điền cái độ phân giải. Thế còn khi mà chúng ta điền độ phân giải vào thì nó cũng sẽ cho ra độ phân giải luôn. Thế ở đây thì cũng cần phải giải thích thêm một tí tiện độ phân giải là cái gì. Độ phân giải là một trong các yếu tố mà chúng ta rất rất cần trong cái quá trình mà làm việc của chúng ta. Tại vì là độ phân giải nó sẽ đại diện cho cái việc ảnh của chúng ta chất lượng đến đâu. Về mặt nguyên tắc, độ phân giải càng cao thì bức ảnh của chúng ta càng chất lượng. Thế còn lý do gì đến buổi hôm nay tôi mới nói chuyện với các bạn về cái đấy? Tại vì chúng ta nên học tới cái việc mà tôi chuyển đã, sau đó thì tôi sẽ giải thích cho các bạn thì nó sẽ dễ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích về độ phân giải nhé. Độ phân giải là số lượng điểm ảnh mà chúng ta có thể đếm được ở trên một đơn vị chiều dài. Đơn vị chiều dài đây là đơn vị vật lý, chúng ta có thể đo bằng cm hoặc là inch, mà thông thường ở đây thì chúng ta hay dùng là đơn vị số lượng điểm ảnh ở trên một inch. Đây, bây giờ chúng ta phóng to một cái ảnh lên. Đây. Tôi phóng to ảnh lên thì các bạn thấy rất rõ rằng là đây là các pixel, đúng không? Và mật độ phân giải chính là mật độ của điểm ảnh trên trên chiều dài đơn vị là 1 inch. Nếu như tôi có độ phân giải theo kiểu màn hình là 72 pixel trên inch, có nghĩa là tôi sẽ đếm làm sao tôi thấy được là trên đơn vị dài 1 inch thì tôi đếm được 72 cái điểm ảnh này. Đấy. Còn nếu như mà các bạn làm để các bạn in ấn mà chất lượng cao ở cái hệ máy in công nghiệp hay là chúng ta gọi là máy in offset thì nó yêu cầu cái độ phân giải là 300 pixel. Đấy, có nghĩa là trên 1 inch thì các bạn phải đếm được 300 điểm ảnh. Thế thì cái số lượng điểm ảnh nhiều hay ít, tại sao lại nói rằng là cái chất lượng ảnh nó khác nhau? Thì bây giờ các bạn quay trở lại với lại cái thao tác mà tôi chuyển một tí. Thì tôi chuyển ví dụ như các bạn thấy là cái kiểu tô đầu tiên là foreground to background chẳng hạn. Chúng ta tô giữa hai màu. Thì bây giờ các bạn cứ hình dung là mỗi đầu sẽ là một màu và giữa
hai màu đó chúng ta sẽ chuyển dần chuyển dần chuyển dần. Mỗi một pixel nó sẽ có một giá trị màu khác nhau. Bây giờ các bạn cứ hình dung nếu như mà độ phân giải hay mật độ điểm ảnh của chúng ta chỉ có 72 pixel trên inch, có nghĩa là tối đa các bạn chuyển được bao nhiêu sắc? Các bạn chỉ chuyển được 70 sắc thôi đúng không? Hai cái điểm đầu là hai màu gốc rồi. Ví dụ bây giờ tôi lấy là màu vàng với lại màu đỏ chẳng hạn. Đúng không? Một đầu là màu vàng, một đầu là màu đỏ. Nếu như tôi đếm 72 pixel ở đây và tôi kéo một đường ở trong cái khoảng đó để tôi chuyển, thì có nghĩa là một pixel đầu này là vàng nguyên, một pixel đầu kia đỏ nguyên, và giữa hai cái pixel đó còn lại 70 pixel, có nghĩa là các bạn chỉ chuyển được 70 sắc giữa cái vàng và đỏ thôi. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi có số lượng pixel lớn hơn, ví dụ 100 pixel, ví dụ 200 pixel, ví dụ 300 pixel, có nghĩa là cái số lượng các bước màu trung chuyển nó sẽ thể hiện được nhiều hơn, do đó nó sẽ tạo ra một cái chuyển màu tinh tế hơn. Đấy, đấy là lý do mà tại sao chúng ta nói rằng là cái độ phân giải càng lớn thì cái chất lượng ảnh nó càng lớn, tại vì nó thể hiện được nhiều màu sắc trung chuyển giữa màu nọ với màu kia hơn. Đấy. Thế thì bây giờ quay trở lại cái thao tác cắt đó là gì? Các bạn sẽ yêu cầu tùy thuộc vào cái mục tiêu của các bạn. Nếu như các bạn cắt cúp cái ảnh này chỉ để đưa lên trên mạng hoặc là các bạn trình bày trên màn hình, thì các bạn chỉ việc là để nó ở cái chế độ phân giải là 72 thôi, tại vì độ phân giải của màn hình là 72 pixel trên inch. Tất nhiên là máy móc và PC nó hơi khác nhau một tí. Móc là PC của chúng ta là 72, móc thì nó cao hơn, móc nó là 90 cơ. Đấy. Thì tùy vào việc là các bạn đưa cái độ phân giải để làm gì trên cái hệ thống nào. Đấy, còn in ấn thì các bạn cứ nhớ nằm lòng cho tôi, nó là 300 pixel trên inch. Thế muốn độ phân giải gì các bạn gõ vào đây, đúng không? Ví dụ như là 300, đúng không? Đây, đơn vị thì nó có sẵn đây rồi. Pixel trên inch hoặc là pixel trên cm thì tùy các bạn. Pixel trên cm thì độ phân giải nó còn cao hơn nhé, tại vì là một inch thì nó phải bằng là 2,4 cm. Cho nên là nếu mà độ phân giải mà trên cm là nó còn cao hơn độ phân giải trên inch nhé. Đấy. Thế và như vậy là chúng ta có được một cái thao tác là cắt, và cắt theo một cái tỷ lệ hoặc là cắt theo một cái độ phân giải nào đó. Thế còn tỷ lệ thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy luôn một vấn đề như thế này. Đó là nếu mà tôi đặt một cái tỷ lệ 46 này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó hoặc là to hoặc là nhỏ. Cái vết cắt của chúng ta hoặc là to hoặc là nhỏ. Thế nhưng mà tôi không cần biết là kích thước chiều này nó là bao nhiêu, nhưng mà tỷ lệ thì nó luôn luôn nó sẽ khóa lại theo con số này này. Đấy, 4 và 6, ví dụ thế. Thế còn làm sao để nó quy ra được là cm hay là mm hay là mét thì đấy là do chúng ta có đơn vị vào, còn tỷ lệ thì nó sẽ duy trì theo cái con số mà chúng ta đưa ở đây. Thế thì đấy là cơ bản về cắt thông thường. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói thêm về cắt để xoay một cái ảnh ý nghiêng. Này. Ví dụ một cái ảnh mà chúng ta chụp lại từ một cái gì đó là in nghiêng như thế này chẳng hạn. Tôi muốn mà nó vuông vắn lại thì tôi có thể làm như sau. Các bạn có thể là chọn cái khung như thế này, sau đó thì các bạn sẽ xoay nó đi. Đấy. Các bạn sẽ xoay nó đi, xoay làm sao cho cái ảnh của chúng ta nó song song chiều với lại gì đấy nhỉ? Song song chiều với lại cái khung cắt. Đấy, sau đó thì các bạn thu những cái này lại. Và kết thúc thì nó sẽ cắt xong rồi nó sẽ xoay thẳng cái ảnh ra cho chúng ta. Đấy là các bạn cắt một cái ảnh bị nghiêng. Thế nhưng cái này nó cũng vẫn chưa phải là cuối cùng. Chúng ta còn có một cái tùy chọn nữa, đó là cắt một cái ảnh mà nó bị phối cảnh. Đây, chúng ta sẽ xem cái ảnh bị phối cảnh thì nó là thế nào. Đây gọi là một cái ảnh bị phối cảnh, đúng không? Thay vì việc là chúng ta đứng vuông góc với lại bức tường để chúng ta chụp cái khung ảnh này, thì chúng ta lại đứng chéo chéo.
và khi chúng ta đứng chéo thì sẽ dẫn tới là hiệu ứng cuối cảnh, có nghĩa là cái gì mà gần chúng ta thì nó sẽ to, cái gì xa chúng ta nó sẽ hút lại và nó nhỏ. Đấy. Bây giờ tôi muốn cắt lấy cảnh này để tôi đưa vào trong một cái môi trường khác, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái ảnh này bị méo theo cái góc cuối cảnh của cái ống kính mà chúng ta chụp. Vậy thì tôi có lấy cái này ra được không để tôi đưa sang một cái vị trí khác, thì tôi sẽ sử dụng cái cách cắt như sau. Các bạn chọn cho tôi vào cái công cụ Perspective Crop Tool. Ở đây thì nó phân ra thành cái công cụ Perspective riêng. Còn nếu mà các bạn làm việc với lại một số phiên bản thấp hơn nữa thì nó sẽ vẫn là cái công cụ phía trên này thôi. Nhưng mà lúc đấy thì chúng ta lại phải để ý trên thanh option này nó có một cái ô check là perspective. Các bạn muốn cắt theo kiểu perspective thì các bạn phải đánh dấu cho nó rồi các bạn mới cắt perspective được. Còn các phiên bản về sau này, tôi nhớ không nhầm là CS6 và trở đi xuống CC này thì bắt đầu nó tách ra thành một cái công cụ perspective riêng ở trong nhóm. Và bây giờ tôi chỉ cái việc là chọn perspective. Sau khi tôi chọn perspective thì chúng ta sẽ hoạt động như thế nào? Đây, các bạn quan sát, tôi làm từ đây nha. Cứ vẽ đại ra một cái như này đã, chưa cần biết là to nhỏ thế nào. Đấy thì chúng ta sẽ có một khung cắt. Sau đó thì các bạn sẽ đưa chuột vào đây và các cái góc này và các bạn kéo vào cái khu vực mà các bạn muốn cắt. Do cái hình của chúng ta có tính chất perspective cho nên nó méo, và do vậy thì các bạn cũng sẽ kéo cái khung này làm sao méo theo cái hình mà các bạn muốn lấy. À, muốn cẩn thận ra thì các bạn control và phím cách các bạn phóng lớn lên để các bạn xem là đặt vào đây đã trúng đúng chưa, đúng không? Các bạn điều chỉnh vào đây cho đúng này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại từng góc một. Ví dụ như này là chúng ta đang đặt vẫn lệch này. Đó. Bây giờ lại phóng tiếp. Quan sát từng góc một đặt làm sao cho nó đúng yêu cầu. Sau khi mà chuẩn rồi thì chúng ta chỉ việc là xác nhận cắt thôi. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nó được gắn cái lưới cắt đó theo cái độ méo của cái bức ảnh, và sau đó thì nó cắt và dựa vào cái độ méo đấy thì nó sẽ tính toán làm sao nó lại duỗi ngược lại để cho nó thành thẳng ra. Thế thì đến đây thì chúng ta đã có được một cái nhát cắt mà từ cái ảnh bị phối cảnh nó cắt ra cho chúng ta thành một ảnh khác thẳng hớm, và chúng ta có thể lấy để chúng ta ghép sang chỗ khác. Thế còn đến đây thì làm thêm một vài cái cho nó hoàn thiện hơn nhé. Ví dụ như là chúng ta sẽ điều chỉnh lại nó một tí. Do cái ảnh gốc này vừa nãy chúng ta cắt ra từ một cái môi trường perspective cho nên là ngoài cái chuyện là bị méo đầu to đầu nhỏ ra thì nó còn đầu sáng đầu tối nữa. Đó, gần chúng ta sáng, xa chúng ta thì tối. Cho nên là cái khung rồi cái viền này nó cũng bị tối màu hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ lấy mẫu màu này, đúng không? Chọn ở đây tôi lấy cái phần màu sáng ở đầu này đi. Sau đó thì tôi có thể là tô sang bên đầu này. Thế bây giờ tôi sẽ chọn cái vùng bên trong này, đó. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác là đảo ngược lại. Ví dụ select invert thì lúc này tôi lấy được cái khung bên ngoài và việc còn lại chỉ là tô thôi, đúng không? Fill foreground color chế độ là normal, ok. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tô được cái màu nó thuần giống nhau, nó sẽ không còn bị đầu sáng đầu tối nữa. Đến đây thì Ctrl D là xong, tức là chúng ta sẽ giải quyết được hai việc, một là cắt từ cái ảnh méo sang thành cái ảnh vuông vắn, thứ hai là chúng ta điều chỉnh lại một chút cái khung để cho nó thuần màu hơn. Thế thì đấy là cái thao tác mà cắt mà chúng ta có thể làm. Nhân đây thì lại quay trở lại thêm một cái vấn đề nữa. Đây, tôi lại lấy một cái ảnh cũ hôm trước là chúng ta đã từng làm để demo thêm một vấn đề này. Đây. Ảnh này có cần phải chỉnh không? Thực ra vẫn phải chỉnh. Nhìn thoáng qua thì các bạn thấy rằng là nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là ảnh này cũng là một ảnh nghiêng. Có thấy nó nghiêng ở đâu không ạ? Các bạn nhìn đường chân trời thì biết ngay, đúng không? Thực ra thì cô này cô không bay được lên đến thế đâu. Ảnh này là đã đặt hơi nghiêng để tạo ra cái dáng bay lên đấy. Chứ còn nếu mà đúng ra thì là cô ấy không 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 có cái dáng bay lên đến mức độ như thế này đâu. Tại vì người ta cố ý nhấn tới cái sự bay bay bổng lên của cái hình người trong này. Cho nên họ cũng đã đặt cái đường chân trời hơi nghiêng một tí. Nhưng nếu bây giờ mà tôi điều chỉnh lại cái này. Đó, tôi điều chỉnh lại cái này thì nó sẽ lại nảy sinh ra một vài vấn đề như sau. Các bạn quan sát.
bây giờ tôi muốn điều chỉnh cái này cho nó hết nghiêng thì có thể sử dụng công cụ crop như vừa rồi đấy. Nhưng công cụ crop như vừa rồi thì thao tác cũng vẫn không được hay lắm. Tôi muốn giới thiệu một công cụ khác nó điều chỉnh còn nhanh hơn, thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh cái công cụ này cho tôi. Các bạn vào bấm giữ lâu vào cái này và các bạn tìm cho tôi cái công cụ ruler, công cụ thước. Công cụ thước thì nó giúp cho các bạn được hai vấn đề. Một là các bạn có thể đo được một khoảng cách ở trên cái bức ảnh các bạn đang mở. Đây, ví dụ tôi muốn đo từ từ đây ra đến một đoạn nào đó thì tôi cứ kéo thôi, và tôi kéo dừng ở đâu thì các bạn sẽ thấy được là cái khoảng cách nó được khai ở đây là bao nhiêu pixel. Đấy, từ từ chỗ tôi kéo thước cho đến chỗ tôi dừng lại là bao nhiêu pixel, các bạn thể đo trực tiếp đấy. Rồi cái độ nghiêng là bao nhiêu đấy, đây ví dụ độ nghiêng là bao nhiêu. Thế thì bây giờ ngoài cái chuyện là đo thẳng này hay là đo gì đấy, đo thẳng đo ngang gì đấy, thì thực ra điều quan trọng nhất ở trong cái này đó là đo được độ nghiêng của cái đường kéo đấy. Và với cái độ nghiêng này thì tôi cũng xác định luôn là cái ảnh nó bị nghiêng bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta chỉ cần làm thêm một cái thao tác nữa là nhấn cái nút lệnh Straighten Layer này. Bấm vào đây, nó sẽ làm gì? Nó sẽ xoay cái ảnh lại cho các bạn và chắc chắn rằng là nó sẽ đi theo đường ngang. Một khi nó đã xác định được góc nghiêng rồi thì nó sẽ xoay theo chiều ngược lại. Thế nhưng xoay theo chiều ngược lại thì nó lại dẫn tới một cái vấn đề là gì đây nhỉ? Nó lại bị hở ở góc này. Thế thì bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là các bạn cắt cúp và các bạn bỏ cái chỗ bị hở này đi. Đó. Hai là các bạn sẽ vận dụng các phép tô mà chúng ta đã nói chuyện để chúng ta bù vào nó. Thế thì đây, không nên cắt đi mà chúng ta sẽ bù. Đó. Các bạn sử dụng công cụ Magic Wand này, các bạn kích vào đây, các bạn chọn hết cho tôi cái những cái chỗ mà bị hở ra. Đó. Sau khi mà các bạn chọn được cái này, muốn cho nó tốt hơn một tí thì các bạn vào Select, vào Modify, các bạn chọn cho tôi một cái lệnh là lệnh Expand. Nó sẽ mở rộng cái vùng vùng lựa chọn ra một tí. Muốn mở rộng ra bao nhiêu thì các bạn điền tham số vào đây thì nó sẽ mở rộng ra một chút. Đấy. Và bây giờ chúng ta làm gì với nó? Chúng ta sử dụng lệnh gì đây nhỉ? Lệnh hôm trước chúng ta đã nói rồi, Container Way, đúng không? Nó sẽ lấy những cái vùng ảnh kế cận để nó lấp vào. Đấy. Và với cách như thế này thì chúng ta vừa chỉnh được cái gì? Chúng ta vừa chỉnh được cái ảnh nó bị nghiêng, mà đồng thời chúng ta bù luôn những cái góc mà nó bị khuyết do cái thao tác hiệu chỉnh nghiêng của chúng ta. Đấy. Đây còn sót một tí là do chúng ta chọn, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng bút chẳng hạn. Nếu mà màu không quá phức tạp thì chúng ta sử dụng bút chúng ta tô vẽ vào, hoặc là nếu không thì các bạn cũng có thể là dùng cái thao tác là gì đây nhỉ, copy lấy một cái vùng này, đúng không, nhấn an các bạn di sang cho nó tẻ vào, nhân bản, cách nào cũng được. Có rất nhiều phương pháp khác nhau để chúng ta xử lý, chúng ta làm một cái bù điểm ảnh như thế. Đấy. Thì như vậy là chúng ta làm quen thêm mấy khái niệm nữa, các công cụ để cắt cúp ảnh, xoay một cái ảnh nghiêng và bù những cái điểm nào nó bị khuyết, bị lấp trong cái quá trình mà chúng ta xoay ảnh đó. Thì bây giờ các bạn có thể là thực hành lại thử cái này một chút, sau đó thì tôi sẽ nói tiếp sang các cái công cụ tiếp theo nữa, nhóm công cụ và view chỉnh sửa ảnh.